tình thế mẹ chân con mất luôn. Khắp nhân có hóa nó bật phát. Mẹ con đồng viên anh ấy, mẹ sẽ mua chân mới cho con. Các cháu cứ nghĩ là chân mới là nghỉ mua chân này cũng giống như kiểu chân bình thường như mọi khi mẹ mua được. Nhưng mà mẹ mua ra mẹ mua đây. Khi mà nghe chị Lân nói rằng là hai cháu tịnh giày và không thấy chân của mình đâu nữa thì đã rất là hoảng sợ và khóc quý vị. Thì lúc bấy giờ là chị Lân chỉ có một cách, đó là để trấn an tinh thần của hai cháu, của hai đứa con của mình ấy, là con nín, đừng khóc nữa, yên tâm đi, để bác sĩ chữa lành vết thương cho con rồi mẹ mua chân mới cho con, không sao cả đâu. Tội nghiệp quá quý vị. Hello, hello, xin chào toàn thể quý vị nhé. Quý vị thân mến, hôm nay Khánh xin được làm một cái video ngắn để chia sẻ với quý vị một cái nội dung rất là quan trọng và được rất là nhiều quý khán giả, rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta quan tâm. Trong cái thời gian mấy ngày gần đây đấy, quý vị, trong một tuần trở lại đây, thì quý vị chúng ta có biết là Khánh có chia sẻ một cái câu chuyện về hai em học sinh, hai cháu học sinh đang học cấp 1 thôi ở trường tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ở trên đường buổi sáng mẹ chở đi học đấy thì không may xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Đó là cháu Huyền My là chị gái và em trai là cháu Bồ Lĩnh. Đó thì cái vụ tai nạn rất là đau lòng quý vị ạ. Khi xe tải va chạm đã làm nát cái chân trái của cả hai chị em. Và riêng chị gái thì còn bị nát cả một cái bàn chân phải nữa. Đó. Em trai thì ngoài nát chân trái thì chân phải cũng bị tổn thương rất là nặng. Đó, thì đây là một cái vụ thương tâm và xảy ra trong một cái gia đình còn rất là vất vả nữa quý vị. Khi mà cha thì vừa mới mất được hơn một năm. À, mẹ ở nhà nuôi 4 đứa con đang trong cái độ tuổi ăn học, đứa lớn thì mới chỉ học cấp 3 thôi. Đấy, hai con nhỏ thì đang học tiểu học. Khổ thế đấy quý vị. Và bây giờ thì xảy ra cái vụ tai nạn như thế. Và hôm đó thì quý vị chúng ta biết rằng là Khánh đã đến trực tiếp tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. À, và vào thẳng trong cái khoa hồi sức tích cực ấy, thăm các cháu và nhìn thấy những cái hình ảnh mà của các cháu thực sự rất là thương tâm, rất là đau xót quý vị. Cũng trò chuyện với bác sĩ và thấy rằng là những cái tổn thương về sức khỏe của các cháu là vô cùng nghiêm trọng. Đó, một cái vụ tai nạn đến với một cái hoàn cảnh bình thường thôi thì đã rất là đau lòng rồi, nhưng trong cái trường hợp này thì càng đau lòng hơn nữa. Trong những ngày vừa qua thì cũng được rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta quan tâm từ nhiều các cái nhóm thiện nguyện khác nhau. Thì cho đến tại bây giờ thì Khánh nghĩ rằng là về phía gia đình cũng đã nhận được những cái tình cảm cũng khá lớn từ cộng đồng quý vị ạ. Tuy nhiên thì Khánh thiết nghĩ rằng là bây giờ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài chính thì nó cũng không thể bù đắp được cái nỗi đau, cái sự mất mát, cái sự thiệt thòi rất lớn của hai đứa trẻ. Cho nên nếu đâu đó mà có cái nhà hảo tâm mà vẫn phát tâm, vẫn chia sẻ, vẫn đồng viên để giúp đỡ, để ủng hộ cho hai cháu thì Khánh vẫn tiếp tục nhận. Và trong những ngày vừa qua quý vị, sau khi Khánh đã trao số tiền là 50 triệu lần thứ nhất rồi đấy, thì cho đến tại đến bây giờ thì cũng đã có thêm cái khoản tiền khá lớn, là cũng hơn 50 triệu đồng nữa rồi các cô chú anh chị chúng ta đã gửi về, mặc dù Khánh không có kêu gọi nhé. Thì cái số tiền đó Khánh sẽ thay mặt cho quý vị trao cho mẹ của hai cháu vào một cái dịp gần đây nhất. Còn trong video này đấy, Khánh tại sao lại chia sẻ? Bởi vì là trong những ngày vừa qua rất nhiều khán giả, rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta muốn biết về cái tình hình sức khỏe của hai cháu. Nhưng Khánh lại không đến trực tiếp ở tại bệnh viện gặp mẹ cũng như là gặp hai cháu.
để nắm bắt tình hình cũng như là ghi hình để chia sẻ với quý vị được. Bởi vì hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là hiện tại thì bây giờ là hai cháu đã được gia đình là xin chuyển ra tuyến bệnh viện Trung ương ở ngoài bệnh viện Việt Đức ấy, ở ngoài Hà Nội ấy. Đấy. Cho nên là cách cái vị trí nơi Khánh đang ở rất là xa. Lái xe là cũng mất đến 6 tiếng đồng hồ, hơn 300 km quý vị. Lái xe cũng rất là lâu thì mới đến nơi được. Đấy, cho nên là Khánh chưa có sắp xếp được cái thời gian để ra ngoài đó. Thứ hai nữa là trong những ngày vừa qua thì công việc cũng rất là bề bộn. Đó, cho nên là tạm thời thì Khánh sẽ không trực tiếp ra được ngoài kia. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Khánh cũng có cái video trực tiếp nói chuyện với chị ấy bằng cách là có em trai của Khánh đang làm việc ở tại thủ đô Hà Nội đấy quý vị. Thì Khánh cũng có nhờ em trai của Khánh đến trực tiếp tại bệnh viện thăm hỏi hai cháu, trò chuyện với mẹ của hai cháu và có những cái thông tin rất là chính xác, rất là kịp thời để chia sẻ với toàn thể quý vị. Thì trước tiên thì Khánh cũng tóm tắt qua một chút, đó là hiện tại thì bây giờ sức khỏe hai cháu cũng khá là nghiêm trọng quý vị, cũng rất là nhiều cái tiến triển nó không được tích cực lắm. Ban đầu thì chúng ta thấy là sau cái vụ tai nạn xảy ra xong đấy thì chân của hai cháu đã bị cắt cái phần chân trái rồi. Đối với cháu trai đấy, cháu Bồ Lĩnh đấy thì đã phải cắt cái phần chân trái là lên đến tầng trên này luôn quý vị này. Đấy, tầng sát với bèn luôn. Đó là chân trái, còn chân phải thì bị tổn thương khá là nặng. Còn bé gái thì bé gái là cũng cắt chân trái là đến phần cẳng chân. Đó, còn chân phải đấy thì bị dập cái phần bàn chân quý vị. Đó, ngoài ra thì còn đa chấn thương, tổn thương mềm ở một số khu vực khác nữa. Với những cái hình ảnh đó thì quý vị chúng ta đã cảm thấy là vô cùng đau lòng. Nếu chị dừng lại ở đó thôi thì quá là xót xa rồi quý vị ạ. Bởi vì cùng một lúc hai đứa con của một cái người mẹ nghèo lại xảy ra một cái vụ tai nạn và cắt hẳn cả cái chân trái như vậy, cả hai đứa. Thì đúng là không có một cái nỗi đau nào hơn, không có một cái cú sốc nào hơn đối với cái đấng sinh thành của quý vị, đối với người làm cha làm mẹ cả. Thực sự rất là xót xa. Đấy. Nhưng mà cho đến bây giờ thì càng xót xa hơn khi mà chị Lân ấy, là người mẹ của hai đứa, lại phải chứng kiến thêm một cái nỗi đau rất lớn khi mà cái chân trái của người chị gái ấy, người bé của cháu gái ấy, là bây giờ là bị tổn thương, là có những dấu hiệu tổn thương nặng, bị hoại tử. Hiện tại thì bác sĩ đang rất là cố gắng để xem rằng có thể giữ lại được cái phần cẳng chân không, cái phần cẳng của chân trái hay không quý vị ạ. Còn những cái tiên đoán rằng là rất là có thể phải tháo đến tầng khớp gối của chân trái luôn. Đấy, đó là cái nỗi buồn của cái người của bé gái quý vị. Tuy nhiên thì chưa dừng lại ở đó, cái chân phải của bé gái đấy mà quý vị chúng ta thấy rằng bị dập đấy, mà vừa rồi đang bị bỏ, đang tạm thời bỏ bột lại đấy, thì bây giờ nó đã bị chết rồi. Đấy, nó đã bị chết rồi, hoại tử rồi, không còn cứu vãn được nữa. Thì bác sĩ đang tính toán để xem rằng là bây giờ chắc chắn là sẽ phải tháo khớp rồi quý vị, phải cưa rồi. Nhưng mà đang tính toán xem là phải tháo khớp ở mức độ nào, tức là ở ngay chỗ cái phần bàn chân hay là phải cưa lên cao hơn nữa trên phần cẳng chân. Thì bây giờ là các bác sĩ ở ngoài bệnh viện Việt Đức là người đang cố gắng hết sức để cứu chữa và tính toán làm sao cho hợp lý để tối giản những cái nỗi đau, những sự mất mát thiệt thòi đối với cháu Huyền My là chị gái đấy quý vị. Rất là tội nghiệp, thực sự là nghe mà xót xa vô cùng luôn quý vị. Rồi đối với cháu trai thì bây giờ là cái phần chân trái đấy bị cưa sát lên trên đùi này quý vị này. Thì bây giờ là đã có những cái sự phục hồi nó cũng tạm tạm thôi. Tuy nhiên thì bây giờ cái dịch nhầy nó vẫn chảy ra rất là nhiều, thì bác sĩ vẫn đang hút dịch cùng với là làm sạch vết thương rồi cố gắng làm lành vết thương để sau đó là sẽ cắt lấy một số da ở cái vùng đùi chân bên phải đấy để cấy sang bên trái để làm lành vết thương, để sau này có thể làm cái mọng xương để làm cái chân giả cho hai cháu. Đấy, thì đó là tóm tắt về cái sức khỏe của hai cháu là như vậy đấy quý vị. Khánh cũng muốn chia sẻ với quý vị là như thế. Đó. Thì bây giờ để cụ thể hơn nữa thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe một cái đoạn video ngắn mà em trai của Khánh đấy, hiện tại đang làm ở ngoài Hà Nội đấy, trực tiếp đến bệnh viện Việt Đức
để thăm hai cháu cũng như là trò chuyện với mẹ của hai cháu. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Em là Khởi, là em trai của anh Hà Huy Khánh. Thì anh Khánh đang không có điều kiện ra đây, thì em ở Hà Nội đây, thì em qua em thăm chị với lại hai cháu. Thì hôm vừa rồi thì các mạnh thường quân là cũng có gửi gắm như anh Khánh là trao chị một phần quà 20 triệu trước. Thì hiện tại bây giờ thì các mạnh thường quân cũng đang là rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của hai cháu, và cũng đã có thêm những cái phần quà khác. Thì cũng chuẩn bị sắp tới thì hôm nào chị về trong kia thì anh sẽ trao quà cho chị để chị giúp đỡ các cháu nhé, chị giúp đỡ các cháu. Thì tôi em hỏi thăm qua tình hình của các cháu một tí là bây giờ thì hôm đưa ra ở bệnh viện Việt Đức là hôm nào chị nhỉ? Dạ, em đưa ra ngày 19 tháng 5 ạ. Dạ. Dạ, tình hình sức khỏe của hai cháu bây giờ thì bác sĩ đánh giá như nào chị? Dạ, châu đô châu gái thì bác sĩ nói là cái chân phải chết rồi. Cho nên là phải tháo khớp cái chân phải. Phải tháo khớp cái chân phải? Cái chân trái thì có nghĩa là đang nhìn đang có chết một lớp da, nó chết ở dưới, cái phần ở dưới, cuộc ở dưới. Thế khả năng có phải tháo khớp chứ không? À, cái nước thì cũng chưa nắm bắt được, cho nên là bác sĩ nói thế rồi. Nên chắc chắn là cái mô đang mưa đi. Cắt đến phần phải từ bên chân phải thì đã cũng phải cắt rồi, và bên chân trái khả năng là cũng phải là tháo khớp ra để cắt thêm một đoạn nữa. Tội nghiệp cháu. Thế còn em trai? Em trai cắt đến tận đến bên đùi luôn, chứ nhiều đâu, bác sĩ đang còn hút dịch, hút bẩn để nếu như có ổn thì dám 7 ngày sau thì mình mới ghép được giá, lấy giá bên đùi bên phải để đắp thắng bên phải. Thế tức là phải bác sĩ đang phải hút dịch và theo dõi đã, và xong bắt đầu mới kết luận là có ghép được giá luôn hay chưa, đúng không? Thế còn cái chân trái bên chân phải bị gãy thì sao chị? Thì cũng đang bỏ bột ạ. Đang bỏ bột à? Nhưng mà tình chân phải của em có khả quan không? Dạ, cũng là tình khả quan hơn, cái con có chứ con có con chị gái thì hả? Thì là cũng hy vọng hơn. Hy vọng hơn đúng không? Chị gái bây giờ cả hai chân này đều là có nguy cơ bị hoại tử nhỉ? Dạ. Cháu em dậy, tỉnh dậy, mẹ chân con mất luôn. Khóc, dậy, con hóa nó đập phá. Mẹ có đồng viên anh ấy, mẹ sẽ mua chân mới cho con. Các cháu cứ nghĩ là chân mới là mẹ mua chân này cũng giống như kiểu chân bình thường như mọi khi mẹ mua được. Nhưng mà mẹ mua ra mẹ mua đây. Thôi giờ chị phải cố gắng mạnh mẽ lên để điểm tựa để lo cho các cháu. Thì các mạnh thường quân cũng đã quan tâm và cũng có đã gửi thêm cho anh Khánh cũng khoảng một phần quà cũng hơn 50 triệu nữa. Thì hôm nào thì anh Khánh chị về đóng kia thì anh Khánh qua được tiếp anh trao cho chị để chị lo cho các cháu nhé. Mong các mạnh thường quân làm nó đang giúp từ em lấy được ba cái chân cho con em. Em đang mong mang mặt thương quân em nghĩ đến tiền, tất nhiên là tiền sẽ giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn đi sống lại, nhưng mà cuộc sống hôm nay không để con em sống. Các mạnh thường quân cũng đang rất quan tâm đến quý vị thân mến. Những sự tóm tắt mà Khánh vừa chia sẻ cũng như là những hình ảnh mà quý vị chúng ta trực tiếp nhìn thấy ở bệnh viện Việt Đức khi mà người em trai của Khánh đến thăm và trò chuyện với chị Lân, mẹ của hai cháu đấy, thì quý vị chúng ta đã thấy được cái nỗi đau rất lớn của hai cháu rồi, cái sự tổn thất vô cùng nặng nề về một cái vụ tai nạn rất là thương tâm đến với hai đứa trẻ, rất là tội nghiệp quý vị, thực sự là vô cùng xót xa. Khi mà nghe chị Lân nói rằng là hai cháu tỉnh dậy và không thấy chân của mình đâu nữa thì đã rất là hoảng sợ và khóc quý vị.
Thì lúc bấy giờ là chị Lân chỉ có một cách, đó là để trấn an tinh thần của hai cháu, của hai đứa con của mình ấy, là con nín, đừng khóc nữa, yên tâm đi, để bác sĩ chữa lành vết thương cho con, rồi mẹ mua chân mới cho con, không sao cả đâu. Tội nghiệp quá quý vị. Nói là để trấn an tinh thần thôi, chứ làm sao mà mua được cái chân mới để cho con khỏe mạnh, để trở lại được cái cuộc sống bình thường được, đúng không quý vị? Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, cái công nghệ để làm chân giả nó cũng rất là hiện đại đấy, tuy nhiên thì cũng không hề đơn giản. Và với những người mà đã từng phải đeo chân giả thì chúng ta biết rồi, nó cũng rất là phức tạp, và đặc biệt là vô cùng phức tạp hơn nữa đối với các cháu đang trong cái độ tuổi phát triển. Cái kích thước, cái khẩu độ nó thay đổi liên tục, cho nên là rồi đây cái những cái chi phí để mà giúp cho hai cháu có thể đi lại được, để cho hai cháu có thể là tiếp tục hòa đồng với cộng đồng, đến trường được, thì đó cũng là một cái chi phí vô cùng lớn. Và cái điều quan trọng nữa rằng là chị một mình người mẹ thôi, nuôi bốn đứa con ăn học, mà bây giờ hai đứa nhỏ là như thế, thì chắc chắn trong cái thời gian tới đây là một cái khoảng thời gian dài mà không có thể làm được một cái việc gì ngoài cái việc là chăm sóc cho con nữa, quý vị. Rất là khổ, rất là thương tâm. Và trong thời gian gần đây đấy thì cũng rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta đồng cảm với câu chuyện này và có gửi về cho Khánh những khoản tiền. Thì Khánh cũng xin chia sẻ với quý vị là Khánh đã nhận đến bây giờ là cũng một khoản tiền khá lớn rồi. Lần trước là trao 50 triệu và lần này thì cũng đã có hơn 50 triệu nữa rồi. Tạm thời thì cái số tiền này Khánh đang giữ đây. Thì hôm nào đó khi mà mẹ của các cháu chữa bệnh cho các cháu và một phần nào đó ổn định và có thể chuyển về cái tuyến địa phương ở gần với chỗ Khánh đây hơn, thì Khánh sẽ trực tiếp đến và sẽ trao cái khoản tiền đó cho gia đình quý vị nhé. Còn tạm thời thì bây giờ những cái chi phí để điều trị, thứ nhất là cũng một phần bảo hiểm hỗ trợ, thứ hai nữa là phần bên chỗ nhà xe gây tai nạn họ cũng cần phải có trách nhiệm, và thứ ba thì Khánh cũng đã trao trước là 50 triệu và các nhà hảo tâm khác cũng hỗ trợ nữa rồi. Cho nên là cái việc cấp bách để cần cái khoản tiền cấp cứu cho cháu ngay tại bây giờ thì cũng đã tạm tạm rồi. Cho nên là cái số tiền này Khánh tạm giữ đây và Khánh sẽ trao ở một cái dịp gần đây nhất quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, và đặc biệt là với câu chuyện của hai cháu rất là đáng thương này, con của chị Lân ở Nghi Hòa, Nghi Lộc, Nghệ An bị tai nạn rất là thương tâm, đã được quý vị chúng ta đồng cảm và chia sẻ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì Khánh xin khép lại chương trình ở đây. Xin chào quý vị nhé. Thank you.